Hello everyone, I'm here at Mary Beach Hotel and Resort along Otre Beach in Sihanouk Noea, Kampong Sao, Cambodia. Và cái khi mà xin anh nói Mary Beach Hotel and Resort nơi tam Sinez Mott Otre. Ngày đi ngày chán à, mấy khuyên cùng khuyên bật à. This is the hotel. This is hotel view. So this is just across from Otre Beach. Along the way to Otre Beach. If you love the beach view, it is the best hotel to stay. They got breakfast and swimming pool. Currently is running và mấy vùng phiên lại đây ngày chăn khai bảy tìm phải muối phải bòn phải bảy. Today is Monday, August 21st, 2023. I'm here at Mary Beach and Resort in Sihanouk Noea, Kampong Sao, Cambodia. It's 8:49 a.m. and it's currently raining, as you can see. It's a raining season in Cambodia. So this just two buildings across from each other, and they have two floor, two or three floor. Và kịch chia nơi ra dưỡng cái ô tai nó vì mình bay chung anh à. Còn tại bà tam tùm liêm tùm lọc khám ai dưỡng rõ với thà pi chung anh ấy bà. Phụ chung anh khó kê ạ rõ. So here the quick tour of the room. Look a little bit messy. This two bedroom size. You can fit four people, two people on each bed, but yeah. But ideally for two people bedroom, one person on each bed. Mà khi này dương ai kinh mà bốn nè bên tay và chọn số tha kinh mà nè và bên tay ai kinh mà bốn nè. Got seating area and about 40 inch TV. Yeah, changing room, storage, a small refrigerator, safe box included, and a bathroom. Yeah, it's not bad, but yeah. It's an average hotel. Vì mình xa thôi, còn vì mình ở Cron Anna đó mà ai cho tu bàn. Không tự liên. You like this? I got it at the arcade at the claw machine. Mm-hmm. So the Otre Beach, along Otre Beach.
Receptionist area. They got pool table, sitting area, waiting area. So the parking is up on the street, but they have a security watching overnight, so pretty safe. And the betting is just across from the beach. You just walk across the street, the beach is right there. Và ở tại này Jordan cứ tha tam đong mà hai vị thấy. But I came in security KGM overnight. Khang mốc hay năng khang khỏi. À, nhưng bài thôn ý cứ thay là khang mốc. Nơi tam đông play ở Otres. Otres Beach. Lấy chân mà thoát lên là tam chân em một đầu trash và này từ 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 phía khăn cơ từ phía Mary Beach Resort nơi ở ta là khu nhóm chân án nơi rồi kì tôi toàn ăn phiêng à đi nơi bắc mau hai bảy cái lá hả lợi Natalie mà tám á hả? À, xong á. Tắt rồi. Cả đá. Đấy trời ơi. Cho ta từ khang mà mẹ. Mày tôm chích chụp liếng về tắc chẳng ấy.
把它看木瓜带了，它比去那奥带。把白的看口呢，那面个蓝桂林面啦 ，brown coffee， 面啦 ，Amazon coffee。面吃那个蓝桂林的口，然后把拍起，喂奶还是拉那地筋，拉拍起地带，啊你现在拉，现在拉比，现在拉吃那个对，好大嘞。Hey, Akon Mongpon Mantusna. Thank you everyone for watching. Okay, Penny, now brown coffee. Blank loom hope. Look, Kung Cafe, brown coffee, and now see a new beer from Pung Sao. Kim Todd Manghan, we did the peep. No, Chung Bun, brown coffee. My building brown coffee over there.ชอบชเน่ในชเน่สมมติสมุกบ้าจะเอาไปไหนทอดอ
tức hồn. Tao Vinh Thank you.
Okay, bây nay cũng cùng thôi mà chạy tranh pi brown coffee area còn to từ cái lại anh đa lên không sinh tiệt. Mama sợ sợ lắm.